Nhìn đẹp trai lắm. Đẹp lắm à? Ừ. Bố ơi, con về rồi. Mày bôi cái gì lên đầu mày đây? Dạ, con nhuộm tóc mà bố. Bố không thấy đẹp à? Đẹp cái đầu mày. Con xin bố. Con xin bố. Đứng lại cho bố mày. Đứng lại cho bố mày. Sắn ơi, lấy hàng này. Vâng. Cô, cái gì đây? Sang bên kia cháu lấy hàng đi. Tí nữa lấy ở đây bố cháu phát hiện cháu chết đây. Lại còn thế nữa. Đi nhanh. Cái thằng này không biết nó lại mua hàng cái gì ở trên mạng rồi. Suốt ngày mua hàng online. Trẻ con bây giờ tốn tiền quá. Đây đây cô ơi. Mày mua cái gì mày bí mật thế? Hàng của cháu hay bao nhiêu? Đây của cháu 3 đơn, hết đơn 100.000. À vâng, để cháu vào nhà lấy ha. Ơ thằng này, cháu bị làm sao ấy nhở? Thế trong tay cháu đang cầm cái gì kia? À cháu quên mất, tại cháu sợ bố cháu quá. Thôi cháu gửi cô ạ. Ừ, đây. Bố ơi, con vừa mua gì ở trên mạng ấy? Dạ, con mua một ít đồ dùng học tập thôi bố ạ. À, thế thì được. Đừng có mà mua đồ linh tinh ở trên mạng nhá. Không có tiền cho con suốt ngày mua đồ trên mạng đâu nhá. Dạ vâng, mà bố ơi, cho con đi chơi một tí nhá. Ờ, à, đi tí rồi về nhá. Về tí còn giúp bố nấu cơm. Dạ vâng bố. Hàng về rồi hả mày? Về rồi, không về tao gọi mày ra đây làm gì? Đây này. Sao về nhanh thế nhở? Tao thấy hôm trước mày vừa đặt mà. Tao chả đặt được một tuần nay rồi, bây giờ mới về đây. Thế à? Thế có đúng màu không? Tao đã xem đâu, bây giờ mới bóc nè. Mày ra đây cùng tao bóc. À được. Đây rồi. Đây, hai lọ đây rồi. Xem đây là màu gì nhá. Đây rồi, đây là màu xanh đây rồi. Đây màu tím này. Xem đây màu gì à? Ôi. À đây màu xám à? Xem đây màu nào? Đây, màu xanh. Thế thì có 3 màu rồi. Gì đẹp thế. Màu xanh này nhìn nổi thế. Mày quay ra đây, để tao xịt màu tím này cho. Tao không xịt đâu, tí về bố tao chửi tao đấy. Sợ gì? Sợ chứ, bố tao ác lắm. Tí về bố tao đuổi tao ra khỏi nhà đây. Tao tưởng mày xịt, tao mới gọi ra mày ra đây chứ. Thôi mày xịt thì mày xịt, để tao xịt cho mày thôi nhá. Ừ. Để tao xịt cho mày nhá. À mà mày thích xịt kiểu gì đây? Mày xịt ở giữa, màu xanh. Hai bên này, màu tím. Còn cái màu trắng này, mày thích xịt ở đâu thì xịt. Ờ, à, thế để tao xịt như mày nhá. Ôi, nhìn đẹp lắm Sắn ạ. Đẹp lắm Sắn ạ. Đẹp lắm à? Đẹp lắm. Chắc về bố mày không chửi mày đâu. Đấy. Nhìn đẹp trai lắm. Đẹp lắm à? Ừ. Hay mày nhuộm cùng tao đi cho có bạn. Thôi tao không nhuộm đâu. Chán quá. Thôi tao về đây. À mày đi nhà tao chơi không? Tao không đi nhà mày đâu, tí bố mày chửi tao đấy. Ừ. Tao đi về thôi. Bố ơi con về rồi. Mày bôi cái gì lên đầu mày đây? Dạ con nhuộm tóc mà bố. Bố không thấy đẹp à? Đẹp cái đầu mày. Mày đứng lại cho tao. Mày đi nhuộm tóc lại ngay cho bố mày. Mày không nhuộm lại cho bố mày, tao không nhận mày làm con luôn. Con xin bố. Con xin bố. Đứng lại cho bố mày. Con... Đứng lại cho bố.
Sao mà mày mất dạy thế hả Sắn ơi? Tao nuôi mày từ bé giờ, bây giờ mày lớn thế này rồi, mày lại chuẩn bị đi hư hỏng cùng với mấy cái thằng mất dạy ngoài kia. Tao tưởng mày mua cái đồ dùng học tập về để mày lên lớp học, bây giờ mày mua cái loại nhuộm tóc xanh tóc đỏ về. Ôi chết rồi, con ơi là con ơi, đứng lại cho tao. Con xin bố, bố ơi. Đứng lại ơi, mày đứng lại cho bố mày. Ngồi xuống đây. Ai cho mày đi nhuộm tóc hả? Con thử nhuộm, con mua thuốc nhuộm về con nhuộm. Thế mà nãy mày nói dối bố mày, bảo là mày đi mua đồ dùng học tập về, bố tưởng mày ngoan thì ra là mày mất dạy thế này hả? Mày làm cho bố mày mệt quá. Mày thử chạy cho bố mày xem nào. Mày giỏi lắm. Mày có mấy tuổi đâu mà mày đã cho bố mày mệt thế này rồi à? Sán hả? Bây giờ mày có đi nhuộm lại tóc màu đen cho bố mày không? Có à. Mày hứa với tao, từ giờ mày học cách làm người, chứ không phải là làm tóc xanh tóc đỏ thế này thì mày mới được phép làm con của bố. Mày hứa với tao đi, từ giờ mày sẽ tóc màu gì? Dạ, con hứa với bố, từ giờ con sẽ tóc màu đen. Mày nhớ nhá. Dạ vâng ạ. Tóc màu đen nhá. Vâng. Bây giờ tao dẫn mày đi cho mày tẩy hết cái đầu này không giống đầu người tí nào nhá. Vâng. Tẩy ạ. Hết cho nó về màu đen cho tao. Không á, tao cho mày đi ra ngoài ở luôn đấy nhá. Dạ vâng. Mày có mấy tuổi đầu rồi, mày không được phép bố láo bố tét. Cái này là rất là mất dạy. Hiểu không? Hiểu rồi ạ. Ôi giời, học sinh gì mà nhuộm tóc này. Chúng mày vớ và vớ vẩn đi học. Học thói hư tật xấu ở ngoài về xong mày. Nhà mình nghèo mày chơi cái bài này với bố mày là không được nhá. Đi. Mày có chạy được không? Không ạ. Mày tin tao vả theo mày một phát không? Mày có tin không? Hả? Dạ, con xin lỗi bố ạ. À. Đi. Bố má. Hai, ba. Con xin bố, con xin bố, con xin bố. Chạy chậm quá, làm lại đi.